Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Clip ngày hôm nay thì Thúy và các bạn sẽ cùng thảo luận các cái kiến thức liên quan đến cấu trúc thị trường. Thì đây là một phần kiến thức rất là quan trọng trong việc mà chúng ta phân tích bối cảnh. Khi mà chúng ta có thể nắm được một biểu đồ giá đang nằm trong giai đoạn nào của cấu trúc thị trường thì chúng ta sẽ biết khi nào nên tham gia giao dịch, khi nào thì nên đứng ngoài thị trường, khi nào chúng ta nên thoát lệnh và có thể xác định được cái thời điểm mà thị trường có khả năng sẽ chuyển hướng. Thì đây là những cái kỹ thuật rất là quan trọng trong việc chúng ta giao dịch. Thì tôi hy vọng rằng là nội dung của clip ngày hôm nay sẽ hữu ích với anh em trader, giúp cho anh em trader có thể nâng cao được cái kỹ năng phân tích bối cảnh của mình ha. Rồi bây giờ thì chúng ta vào nội dung chính của clip ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là chúng ta nói về cái nguyên tắc để mà chúng ta xác định cấu trúc thị trường trước ha. Thì có hai nguyên tắc mà anh em cần nắm. Thứ nhất đó là giá di chuyển theo cấu trúc kháng cự hỗ trợ. Kháng cự hỗ trợ thường xuyên được hình thành trên biểu đồ và thường giá sẽ di chuyển dựa vào cái kháng cự hỗ trợ đó. Tại vì những cái vùng kháng cự hỗ trợ là những vùng tồn tại lực cung lực cầu rất là mạnh. Đó thì nó mạnh hơn những cái vùng giá bình thường khác, cho nên là thường thị trường sẽ có cái xu hướng tìm về những cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ đó. Cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai đó là giá phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ thì nó sẽ có xu hướng tìm đến ngưỡng hỗ trợ tiếp theo, và ngược lại, khi mà giá phá vỡ một ngưỡng kháng cự thì nó sẽ có xu hướng tìm đến ngưỡng kháng cự tiếp theo. Và thêm một cái nữa mà anh em lưu ý là một ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ thì nó sẽ chuyển cái vai trò trở thành ngưỡng kháng cự, và ngược lại, một ngưỡng kháng cự bị phá vỡ thì nó sẽ có cái vai trò chuyển thành cái vai trò là ngưỡng hỗ trợ ha. Thì đó là hai nguyên tắc chính mà chúng ta cần nắm khi xác định cấu trúc thị trường. Rồi thì ở đây cho các bạn một cái hình minh họa, đó là các bạn thấy này, giá đang hoạt động trên ngưỡng kháng cự đúng không nào, ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ. Sau đó thì giá giảm và phá vỡ khỏi cái ngưỡng hỗ trợ. Cái thời điểm mà nó phá vỡ khỏi ngưỡng hỗ trợ và xác minh là cái ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ thì nó chuyển thành ngưỡng kháng cự. Đó, giá tìm đến cái ngưỡng hỗ trợ tiếp theo và được lực chỗ này là nó được lực cầu đẩy lên đúng không nào? Và phản ứng lại với ngưỡng kháng cự và bị đẩy ngược trở lại xuống. Đó. Thì đây là cái cách thức mà giá di chuyển theo ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Ví dụ như biểu đồ này, anh em thấy này, giá bắt đầu là hoạt động từ ngưỡng hỗ trợ đúng không nào? Sau đó bật lên, phá vỡ ngưỡng kháng cự này trở thành ngưỡng hỗ trợ ha, chuyển đổi thành ngưỡng hỗ trợ này, giá lại phản ứng với ngưỡng kháng cự, quay ngược trở lại retest với ngưỡng hỗ trợ, sau đó lại bật lên, phá vỡ cái ngưỡng kháng cự trước đó mà nó đã retest, thì ngưỡng kháng cự này trở thành hỗ trợ tiếp ha. Đó, cứ như vậy giá di chuyển. Thì khi mà chúng ta nắm được cái nguyên tắc này thì cái việc phân tích cấu trúc thị trường của chúng ta dễ hơn rất là nhiều, kể cả phân tích cấu trúc thị trường và phân tích được xu hướng luôn. Nó thì chỉ cần dựa vào kháng cự hỗ trợ thôi, anh em có thể phần nào nắm được cái hướng đi của giá hoặc là cái vùng giá mà giá có thể tìm tới. Rồi ok, tiếp theo cấu trúc thị trường á thì nó sẽ bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là các giai đoạn của cấu trúc thị trường. Thì thực ra thì cái phần giai đoạn này thì chắc đa phần anh em đều biết đúng không nào. Tuy nhiên thì trong clip này thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào mỗi giai đoạn, xem cái cách thị trường nó di chuyển như thế nào, và cái cách thức mà nó hình thành mỗi cái giai đoạn như thế nào, và chúng ta nhận biết nó ra sao. Và trong cái giai đoạn đó thì có một phần mà chúng ta cần phải nhắc đến, đó là xu hướng. Đó thì cấu trúc gồm hai cái phần kiến thức chính này mà anh em bắt buộc phải nắm được ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, đó là các giai đoạn của cấu trúc thị trường ha. Rồi, các giai đoạn. Thì tất cả các thị trường đều giao dịch dựa vào hai cái quy luật chính, đó là quy luật cầu và quy luật cung. Hai quy luật này thì rất là đơn giản thôi. Đó là khi giá của một tài sản mà nó tăng càng mạnh, tức là nó tăng lên càng cao á, thì cái nhu cầu, tức là người mua lúc này sẽ càng ít, bởi vì giá cao quá mà. Thì giá càng cao, người mua nó sẽ càng ít. Và ngược lại, khi mà giá di chuyển thấp hơn, giảm xuống thấp hơn, thì nhu cầu người mua sẽ cao hơn. Đó. Quy luật cung
quy luật cung thì khi mà giá của một tài sản mà tăng càng cao á, thì nguồn cung nó sẽ càng nhiều ha, nó sẽ càng nhiều. Và ngược lại, nếu mà giá giảm càng thấp thì lượng cung, tức là người bán, sẽ càng ít. Đó, thì đó là quy luật cung cầu, hầu như thị trường nào cũng sẽ tuân thủ hai cái quy luật này cả. Thì cấu trúc thị trường của chúng ta cũng dựa vào quy luật cung cầu để xác định là chủ yếu ha. Rồi, thì cấu trúc thị trường của chúng ta sẽ gồm 4 giai đoạn. Đó, cái phần đầu tiên này là phần giai đoạn của cấu trúc thị trường, thì nó gồm có 4 giai đoạn chính. Đầu tiên đó là giai đoạn tích lũy. Giai đoạn thứ hai đó là xu hướng tăng. Giai đoạn thứ ba đó là phân phối. Và giai đoạn cuối cùng đó là xu hướng giảm. Kết thúc xu hướng giảm này, nó lại quay ngược trở lại quá trình giai đoạn tích lũy. Đó, rồi cứ như vậy, cái cấu trúc nó sẽ đi liên tục như vậy trên thị trường ha. Thì chắc là nhiều anh em trader cũng đã biết được 4 cái giai đoạn này rồi, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta đi vào từng giai đoạn một ha. Giai đoạn đầu tiên, giai đoạn tích lũy. Đây là cái giai đoạn mà dòng tiền thông minh sẽ tham gia vào trong thị trường. Các bạn nhìn thấy rằng là những cái giai đoạn tích lũy này là giai đoạn nó được xảy ra ở cuối xu hướng giảm. Và khi mà, tức là khi mà các cái dòng tiền thông minh họ tham gia vào, thì thường là dòng tiền thông minh sẽ phải giao dịch với một cái khối lượng rất là lớn. Khi mà giao dịch với khối lượng lớn như vậy thì trên thị trường khó có thể kiếm được một cái khối lượng tương ứng để mà khớp lệnh cho họ. Cho nên đó là lý do vì sao mà những cái tổ chức lớn hay là dòng tiền thông minh họ sẽ phải tách nhỏ, tức là gọi là chia nhỏ, phân nhỏ các cái vị thế của họ ra để mua tại nhiều thời điểm hoặc là những cái vùng giá khác nhau. Đó, thì lúc này các anh em thấy rằng là dòng tiền thông minh sẽ thường xuyên kiểm tra xem là cái lực cung của thị trường còn ở cái giai đoạn này hay không. Đó, họ sẽ liên tục mua vào cái tài sản này cho đến khi nào mà lực cung không còn nữa. Đó, thì bắt buộc trong cái quá trình mua đó thì họ sẽ phải retest, tức là kiểm tra cái lực cung liên tục để xem cái lực cung còn nhiều hay là ít. Nếu như còn nhiều họ sẽ lại tiếp tục mua. Đó, mua cho đến khi nào mà lực cung cạn kiệt thì thôi. Đó, thì khi mà lực cung đã cạn kiệt rồi và họ retest thấy rằng là cái lực cung đó đã hết, đã thật sự đã yếu đi rồi, thì khi đó giá sẽ bắt đầu quay ngược trở lại và phá vỡ cái vùng giá tích lũy này để chuyển qua cái giai đoạn khác. Đó, thì anh em thấy nè, ở cái giai đoạn tích lũy này nó sẽ có 4 cái đặc điểm chính mà anh em cần phải nắm nha. Có 4 đặc điểm chính. Cái đặc điểm đầu tiên đó là cái xu hướng giảm này nè. Đầu tiên là xu hướng giảm phải cạn kiệt, đúng không nào? Đó. Cái đặc điểm thứ hai, ở cuối xu hướng giảm này nó phải có sự thay đổi động lượng. Đó. Sự thay đổi động lượng này anh em nhìn vào đâu? Tức là chúng ta nhìn vào cái cuối xu hướng giảm á, thị trường không thể nào hình thành được đáy thấp hơn, hoặc là có rất là nhiều những cái nến mà có đuôi nến xuất hiện ở cuối xu hướng này. Nó retest cái đáy trước đó nhưng mà không tạo được giá thấp hơn hoặc là đóng cửa ở bên dưới đó. Đó, mà nó liên tục là bị đẩy lên bởi áp lực mua chẳng hạn. Đó, thì lúc đó chúng ta có thể đánh giá được rằng là thị trường không tạo được cái áp lực bán mạnh để mà có thể tạo được cái đáy thấp hơn ha. Đó, cho thấy là áp lực bán đã yếu đi rồi. Đó, và tiếp theo đó là ở cái vùng này thì chúng ta sẽ thấy rằng là dòng tiền thông minh họ sẽ kiểm tra lực cung. Thì khi mà dòng tiền thông minh kiểm tra lực cung á, thì khi mà các bạn thấy rằng là lực cung đã cạn kiệt hoặc là gần như là không có lực cung tồn tại ở cái vùng hỗ trợ này này, thì lúc đó cái khả năng mà thị trường quay ngược trở lại và phá vỡ vùng tích lũy rất là cao. Lúc đó cho thấy là thị trường bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn mới. Thì anh em để ý cho Thúy nha, khi mà retest lực cung thì thường nó sẽ phá vỡ cái vùng đáy trước. Và nếu như mà có lực cung tồn tại thì thị trường sẽ tiếp tục giảm tiếp ha. Nếu mà có lực cung vẫn còn mạnh á, thì thị trường sẽ tiếp tục giảm. Nhưng nếu như mà lực cung đã cạn kiệt và đã yếu đi rồi thì thị trường sẽ quay ngược trở lại, đóng cửa lại vào bên trong cái vùng giá tích lũy này. Đó, thì nó sẽ tạo ra một cái vùng fail break
tạo ra một cái tín hiệu ở đây gọi là tín hiệu fair break, gọi là phá vỡ giá. Đó, để cho chúng ta thấy được là có khả năng là thị trường đây chính là cái giai đoạn tích lũy của cuối xu hướng giảm. Đó, và có khả năng thị trường sắp chuyển qua cái giai đoạn mới, đó là thị trường có khả năng đảo chiều đó. Đó thì anh em để ý là cái vùng giá tích lũy này này, nó thường có cái hành động giá ở dạng là một vùng giá tắc nghẽn, và nó hoạt động dựa trên nó hoạt động bên dưới một ngưỡng kháng cự và bên trên một ngưỡng hỗ trợ ha. Đó, nó đi thành một cái vùng giá đi ngang hoặc là nó tích lũy dần dần vậy. Đó thì đây chính là cái vùng giá tích lũy ha. Đó. Rồi tiếp theo, sau khi mà vùng giá tích lũy này tích lũy xong á, thì thị trường có khả năng sẽ chuyển qua giai đoạn khác, đó là giai đoạn xu hướng tăng. À sorry mọi người, đây chúng ta có một cái ví dụ minh họa về vùng giá tích lũy. Đây anh em để ý ha, đây là thời điểm mà nó retest cái vùng cung ha, retest cái ngưỡng hỗ trợ và retest cái lực cung, xem nó liệu còn cái lực cung ở bên dưới hay không. Và đây rõ ràng là một fail break đúng không nào. Đó, anh em để ý ha. Rồi tiếp theo, giai đoạn tiếp theo đó là sau khi mà giai đoạn tích lũy được hình thành và giá phá vỡ khỏi cái giai đoạn tích lũy, thì cái giai đoạn tiếp theo mà thị trường nó hình thành đó là giai đoạn xu hướng tăng. Đây, thì giá cần phải phá vỡ cái vùng tích lũy này. Thì cái đặc điểm mà để phá vỡ cái vùng tích lũy này, anh em để ý là chúng ta cần có những cái đặc điểm như là phá vỡ với động lượng mạnh, ví dụ như khối lượng tăng mạnh khi mà giá phá vỡ. Cái thứ hai đó là đặc điểm về hành động giá. Chúng ta thấy là nến tăng rất là mạnh, phá vỡ khỏi cái vùng này và đóng cửa phía trên cái vùng tích lũy đó, đúng không nào? Đó, thêm một cái nữa là có nến xác nhận sau khi mà giá phá vỡ khỏi vùng tích lũy nữa thì càng tốt ha. Đó, để cho thấy rằng là vùng tích lũy nó đã bị phá vỡ rồi, và có khả năng thị trường sau đó là chuyển qua xu hướng tăng luôn, chứ nó không có quay ngược trở lại nữa. Đó, thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn cho thấy rằng là thị trường chuyển hướng rồi, là giai đoạn đảo chiều rồi, và chúng ta cần phải giao dịch theo hướng ngược lại chứ không nên giao dịch theo xu hướng giảm nữa ha. Rồi, giai đoạn sau khi mà giai đoạn xu hướng tăng hình thành thì cũng tương tự như xu hướng giảm, đó là xu hướng tăng nó sẽ tăng đến một cái giai đoạn nào đó mà nó sẽ cạn kiệt, đúng không? Tương tự như xu hướng giảm, nó sẽ cạn kiệt này, có sự thay đổi về động lượng này ha, rồi bắt đầu dòng tiền thông minh nó sẽ bắt đầu liên tục retest cái lực cầu, đúng chưa nào? Retest cái lực cầu, xem lực cầu ở cái vùng kháng cự đó nó còn nhiều không. Nếu như mà lực cầu đã gần như là yếu đi hoặc là hết rồi thì lúc đó thị trường sẽ bắt đầu quay ngược trở lại, phá vỡ khỏi cái vùng giá đó và chuyển qua xu hướng giảm. Thì cái vùng giá mà đi ngang ở cuối xu hướng tăng đó chúng ta gọi là giai đoạn phân phối ha. Đây mọi người để ý ha, cuối xu hướng tăng này, chúng ta thấy ở cuối xu hướng tăng động lượng đã giảm đi rất là nhiều rồi, đúng chưa nào? Đó, bắt đầu này retest cái lực cung ở phía trên này. Lúc này thì lực cung vẫn đang còn mạnh đúng không nào? Nhưng mà những lần retest sau đó thì các bạn thấy rằng rất là yếu, đúng chưa? Thị trường gần như là không thể tạo được đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nữa. Và mỗi lần retest thì giá đều quay đầu giảm. Đó, thì các bạn thấy rằng là trong những cái trường hợp này thì chúng ta thấy cái giai đoạn phân phối đã được hình thành và có khả năng thị trường sẽ chuyển qua xu hướng giảm, đúng chưa nào? Đó, thì đây là cái cách thức để mà chúng ta nhận biết được cái giai đoạn phân phối ha. Giai đoạn phân phối thực tế là nó chỉ ngược lại với giai đoạn tích lũy thôi nhé. Ok, tiếp theo, thì khi mà giai đoạn phân phối hình thành thì giai đoạn tiếp theo sẽ là xu hướng giảm. Thì xu hướng giảm thì cũng tương tự rồi các bạn ha. Ở cuối xu hướng giảm thì nó lại bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn tích lũy, là giai đoạn xu hướng giai đoạn tích lũy, sau đó thì chuyển qua xu hướng tăng. Rồi tương tự như vậy. Thì bốn cái giai đoạn này gộp chung lại với nhau thì nó sẽ hình thành một cái cấu trúc thị trường hoàn chỉnh. Đầu tiên là xu hướng giảm, sau đó tích lũy, sau đó xu hướng tăng, phân phối và chuyển qua xu hướng giảm ha. Rồi xu hướng giảm nó lại tiếp tục tích lũy, rồi lại chuyển qua xu hướng tăng. Như vậy chúng ta sẽ có một cấu trúc thị trường nó cứ nối tiếp. Thì các anh em thấy rằng là những cái giai đoạn như tích lũy này, phân phối là nó xuất hiện thường xuyên trên thị trường luôn. Những cái dấu hiệu này chúng ta thấy nó xuất hiện thường xuyên, lặp đi lặp lại. Thì ở đây lưu ý một tí xíu cho các anh em về tâm lý của nhà đầu tư ở trong cái trường hợp này, trong cái cấu trúc thị trường. Thì trong giai đoạn xu hướng giảm thường là nó sẽ thể hiện cái tâm lý sợ hãi của trader. Tâm lý sợ hãi sẽ khiến cho các cái trader nhỏ lẻ họ sẽ bán cổ phiếu hay là bán đi cái tài sản, và dòng tiền thông minh họ sẽ mua vào cái thời điểm này, nó tạo nên cái giai đoạn tích lũy đó. Và sau đó thì chuyển qua xu hướng tăng khi mà bắt đầu
khi mà cái dòng tiền thông minh bắt đầu đẩy mạnh cái việc mua tài sản của họ, đúng không nào? Thì cái giai đoạn mà thị trường tăng mạnh này sẽ khiến cho các trader nhỏ lẻ bắt đầu tham lam và họ sẽ mua vào. Họ sẽ mua vào theo cái xu hướng này cho đến cuối xu hướng, cái tâm lý này vẫn chưa có chấm dứt. Họ vẫn tiếp tục mua, nhưng mà lúc này thì các dòng tiền thông minh hay các tổ chức lớn á thì lại bắt đầu bán ra. Họ bán ra để bắt đầu họ thu lợi nhuận mà. Đó, trong khi các retail trader thì vẫn cứ mua vào. Đó, và khi mà thị trường chuyển qua xu hướng giảm thì lúc này các retail trader mới bắt đầu cảm thấy lo lắng và bắt đầu sợ hãi ha. Đó, thì nhờ cái việc mà các cái dòng tiền thông minh họ vận dụng được cái tâm lý của nhà đầu tư hoặc là tâm lý của thị trường á, thì để mà họ có thể kiếm được cái lợi nhuận cho mình. Và nếu mà chúng ta muốn giao dịch có được lợi nhuận thì chúng ta cũng nên học cách tư duy giống như các dòng tiền thông minh hoặc là như các tổ chức lớn, thì chúng ta sẽ kiếm được tiền thôi, chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận. Rồi, thì đó là phần cấu trúc thị trường ha. Trong phần cấu trúc thị trường thì chúng ta thấy rằng là có cái giai đoạn là thị trường có xu hướng, đúng không nào? Thì anh em cần phải hiểu được xu hướng trong cái giai đoạn, trong cấu trúc thị trường nó có ý nghĩa gì và nó hoạt động như thế nào ha. Thì cái phần này chúng ta sẽ tìm hiểu xem xu hướng như thế nào nhé. Xu hướng là như thế nào? Thì thực ra cái việc mà chúng ta xác định xu hướng thì dễ rồi, đúng không nào? Đó, xu hướng của chúng ta thì có hai xu hướng chính, đó là xu hướng tăng và xu hướng giảm. Ở đây thì Thúy không có nói đến sideways nhé. Đó, thì đối với xu hướng tăng thì nó sẽ có cấu trúc, đó là đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. Đây, ký hiệu đỉnh sau cao hơn là 2G2. Đó, còn 2G low là đáy sau cao hơn. Đó, còn cấu trúc thị trường giảm thì ngược lại ha, đó là đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Đó là lower 2 và lower low ha. Lower low là đáy thấp hơn, còn lower 2 là đỉnh thấp hơn. Đó, thì khi mà chúng ta thấy thị trường tạo nên được cái cấu trúc tăng giá này thì có khả năng là gì? Có khả năng là thị trường đang bắt đầu một cái xu hướng mới. Đó. Còn cái việc mà khi mà thị trường đi vào cái giai đoạn phân phối hay tích lũy thì chúng ta sẽ xem xét về động lượng và cái cấu trúc này nó có được đảm bảo ở cái khoảng thời gian sau đó hay không. Nếu như không thì có khả năng thị trường đang đi vào cái giai đoạn tích lũy hoặc phân phối rồi đó. Mọi người hiểu không nào? Rồi, ok ha. Thì đây là cái cấu trúc của thị trường tăng giá này mọi người. Rất là đơn giản để nhận biết ha. Không khó. Khi mà thị trường nằm trong một cái cấu trúc thị trường tăng giá càng rõ ràng, đỉnh đáy rõ ràng thì có khả năng là xu hướng đó di chuyển càng ổn định, thì cái việc mà chúng ta kiếm lợi nhuận từ cái xu hướng đó nó sẽ càng dễ dàng hơn, càng có cái tỷ lệ thành công nó cao hơn ha. Rồi, ở đây thì khi mà giao dịch theo xu hướng, chúng ta cần phải chú trọng vào cái cách thức giao dịch này. Lý do vì sao? Bởi vì nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều lợi ích. Thì có 4 cái lợi ích chính mà Thúy cần nói đến. Thứ nhất đó là khi giao dịch theo xu hướng á, thì khi mà chúng ta giao dịch ngược xu hướng hoặc là giao dịch theo xu hướng yếu thì đa phần chúng ta sẽ thua lỗ hoặc là thua lỗ rất là nặng nề. Bởi vì chúng ta giao dịch ngược xu hướng tức là đi ngược lại với số đông rồi. Tức là cũng là đi ngược lại, tức là cấu trúc thị trường đang tăng giá mà chúng ta lại đi bán. Đó, thì như vậy là không ổn ha. Không ổn, cái khả năng mà chúng ta thua lỗ sẽ cao hơn là chúng ta kiếm được lợi nhuận. Rồi, tiếp theo, đó là xu hướng càng ổn định thì cái khả năng mà chúng ta kiếm được lợi nhuận càng cao. Xu hướng mà có cái động lượng tốt này, rồi đỉnh đáy rõ ràng này, và xu hướng mà nó di chuyển mạnh mẽ, tức là những cái đợt sóng đẩy đi theo xu hướng mà nó mạnh mẽ, thì cái khả năng mà chúng ta kiếm được lợi nhuận nó sẽ càng cao. Đặc điểm thứ ba đó là khi mà thị trường tạo đỉnh đáy và các cú hồi, chúng ta tập trung vào các đỉnh đáy và xác định các cú hồi đó thì chúng ta sẽ nắm được cái sự thay đổi về cung cầu. Thì khi mà các bạn thấy rằng là thị trường tạo đỉnh đáy hoặc là các cú hồi nó di chuyển một cách có cấu trúc thì chúng ta nhận biết cái sự đảo chiều nó dễ dàng hơn. Tại vì cấu trúc thay đổi thì cái khả năng thị trường sẽ thay đổi cái hướng đi, đúng không nào? Đó, còn ngược lại, nếu như mà chúng ta thấy đỉnh đáy này và các cú hồi giá nó di chuyển rất là lộn xộn, rất là khó xác định, đó thì cái khả năng mà chúng ta xác định được cái sự đảo chiều nó sẽ thấp hơn. Đó là lý do vì sao mà Thùy thấy có nhiều anh em trader á, là cứ giao dịch trong một cái xu hướng nhìn rất là khó chịu,
Mặc dù là nhìn được đó là xu hướng tăng hoặc là xu hướng giảm, nhưng mà giá đi nhìn rất là khó chịu đó, nhưng mà chúng ta vẫn cứ giao dịch ở trong những cái xu hướng đó thì cái khả năng chúng ta kiếm được lợi nhuận không cao, mà cái việc mà chúng ta dự đoán cái hướng đi của giá nó cũng khó nữa đó. Cho nên là tốt nhất chúng ta nên lựa chọn những cái xu hướng nào mà nó rõ ràng một tí xíu, đỉnh đáy rõ ràng, cú hồi rõ ràng, có cấu trúc đó, thì khi đó chúng ta dự đoán cái hướng đi của giá nó sẽ dễ dàng hơn ha. Và cuối cùng, đó là các xu hướng yếu thì thường rất là khó dự đoán. Cái này rõ ràng rồi ha. Những cái xu hướng mà yếu thì có thể là sau đó thị trường sẽ đảo chiều, hoặc sau đó thị trường sẽ đi ngang đó. Nhưng mà thị trường nằm trong cái giai đoạn nào thì chúng ta lại không biết ha. Tại vì thực tế là những cái xu hướng yếu nó cho chúng ta cái nhìn không có rõ ràng về xu hướng, động lượng không có mạnh, đỉnh đáy không có rõ ràng, thì việc dự đoán thị trường sẽ khó hơn rất là nhiều ha. Rồi, có 3 xu hướng mà chúng ta cần nắm. Thứ nhất đó là xu hướng chính, đây là xu hướng dài hạn. Tiếp theo đó là xu hướng thứ cấp. Xu hướng thứ cấp thì được hiểu như là cái cú điều chỉnh trong xu hướng chính vậy đó. Thứ ba đó là xu hướng ngắn hạn. Xu hướng ngắn hạn đó là một cái đợt điều chỉnh trong xu hướng thứ cấp. Nói chung là nếu như mà nói về định nghĩa thì rất là đơn giản đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn vào biểu đồ để chúng ta dễ dàng nhận biết hơn ha. Thì ở đây anh em để ý này. Xu hướng chính của chúng ta là tăng ha. Đây là cú hồi này, đây là xu hướng thứ cấp này, và cái đoạn giá tăng nó chính là xu hướng ngắn hạn ha. Ở đây ví dụ như mọi người để ý này, xu hướng chính của chúng ta là xu hướng giảm đúng không nào? Vậy thì cái cú hồi giá tăng này chính là xu hướng thứ cấp đó. Vậy thì bây giờ chúng ta phóng to, tức là về khung thời gian thấp hơn, để nhìn rõ hơn cái xu hướng tăng giá này ha. Xu hướng thứ cấp này, đây chính là xu hướng thứ cấp này. Thì những cái đợt hồi giá, những cái đợt giảm giá trong xu hướng tăng sẽ là những cái xu hướng ngắn hạn đúng chưa nào? Đó, thì việc mà chúng ta nhận biết xu hướng rất là đơn giản đúng không? Cũng không quá khó. Cái quan trọng là anh em đang giao dịch theo xu hướng nào? Chúng ta đang giao dịch theo xu hướng ngắn hạn, xu hướng thứ cấp hay là xu hướng dài hạn? Chúng ta bám sát vào cái xu hướng chính đó để chúng ta giao dịch. Khi mà chúng ta giao dịch theo xu hướng dài hạn thì cái khả năng mà chúng ta kiếm được lợi nhuận nó sẽ càng cao hơn ha. Rồi, thì đây là những cái kiến thức rất là quan trọng về cấu trúc thị trường. Thì hy vọng rằng là những cái kiến thức này có thể giúp ích cho anh em trong cái việc mà chúng ta phân tích được bối cảnh, đồng thời có thể giúp cho cái việc mà chúng ta lên chiến lược giao dịch nó sẽ thuận lợi hơn, dễ dàng hơn ha. Rồi, clip của Thùy tới đây là kết thúc. Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.